2016 của nhà thôi. Nó bán đi thì không ở dưới 300. Đấy là chắc chắn luôn. Thì nếu mà thế thì chị, nếu mà 300 mà nói chung xác định là tầm 350 và 36 quay đầu thì là sẽ được đời 2016-17. Còn 18 thì không hề có. Vàng vay ớt. Thì với phải để em tìm nên mới biết được chứ, tại vì phải tìm này. Thì đấy, mà muốn của nhà là phải. Thì bây giờ thì của nhà, vấn đề là người nhà người ta thì người nọ thì đi cho người khác lại mua lại thì vẫn là của nhà. Chứ nếu mà bảo một chủ thôi thì hơi khó tìm. Chứ còn không phải là của bãi, mới hai là của dịch vụ thì không nói. Chứ còn nếu nói là của nhà thì bây giờ ví dụ như em đi em bán cho người khác thì người khác mình người ta bán lại cho người khác nữa thì đấy vẫn là của nhà. Thôi, giờ chưa có tiền. Để có tiền đấy. Không đổi được. Và hai đứa thì dịch vụ thôi, không cần thiết là phải. Thôi được rồi, cái gì để em tìm nhé, em tìm xem hỏi được xem nếu mà có được thì em cứ bảo, nhưng chắc chắn em mà tìm được mà tàu ở đời đấy mới hay thì giá thì khó. Rất nhiều cá. Rất nhiều cá. Dạ, rất nhiều. Đó. Rất nhiều cá nha. Rất nhiều cá. Đó. Alo. Alo. Bên bà đón mà. Bên bà chưa đón à? Bà chưa, nhưng mà bọn tôi đi bộ về rồi. Ờ, đi đi về đi, đi bà ở nhà nấu cơm, ông giờ đang bận nha. À. Ờ, à, ông về. Ờ, à, thôi thôi nha. Ông còn thôi việc nước. Rất đẹp. Đây là thác chùa Hà Vĩnh Yên nha. Thác chùa Hà Vĩnh Yên không mới kia lên đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chùa Hà. Đấy, cảnh đẹp của chùa Hà. Cái này có ăn được không nhỉ? Ăn không được thì nhường người ta nghĩ. Không. Chịu, chả biết ăn được hay không.